Đứng trước những cái bộ combo của loa Mỹ, lúc nào chúng ta cũng cảm giác thấy rằng người nó nâng nâng, cái chân nó không đứng yên được các bạn. Các bác thấy rằng là thiết kế của dòng loa này là thiết kế thùng gỗ được sơn rất kỹ càng, sơn sần. Những dòng loa được tuyển chọn kỹ càng về với trung tâm điện tử Hạnh Phương để phân phối tới tay các bác rất là xuất sắc. JBL Mapro 415. Mốt em này thì chỉ sản xuất tại Mỹ. Đấy. Báo cáo bác là chỉ sản xuất tại Mỹ. Với những cái cấu hình này chúng ta có thể gọi là sử dụng với vòng từ 12m2 cho đến tầm khoảng độ 6-70m2 đều được các bác. Dòng loa này thì dòng loa thiên lời rất là hay. Tất cả hàng được cam kết bao zin trọn đời cho các bác. Còn cái việc mà chơi hú mic hoặc là chập cháy thì cái này hoàn toàn các bác chịu trách nhiệm về vấn đề này cho em.
Còn em sẽ bao zin cho các bác trọn đời. Mua loa Mỹ, mua được loa zin là điều vui vẻ và hạnh phúc nhất của người chơi âm thanh rồi. Nói như thế không có nghĩa rằng là loa nó sẽ là cháy ngay lập tức, mà nó sẽ sử dụng rất là bền bỉ nếu các bác sử dụng đúng nguyên tắc của nó. Loa Mỹ nó chỉ chết khi mà các bác để hú mic này, khi các bác để sốc loa này, hoặc là khi các bác bị cháy đẩy, cháy âm ly thì nó mới chết. Còn bình thường sử dụng trong gia đình thì các bác nghe thoải mái. Như các bác vừa thấy rằng anh Phương đánh ở không gian lớn này thì chúng ta thấy là nó chạy rất là ổn định. Thực sự là nhiều bác chơi loa Mỹ thì có thể chết loa, chứ còn em chơi bao nhiêu năm nay em chơi thì gần như không bao giờ chết loa bao giờ cả. Mình hiểu được nó, mình nắm bắt được nó thì đương nhiên mình chơi sẽ ổn định và bền bỉ nó. Những quả súp 418m. Các bác ạ, đây là súp xịn này. Đấy, 418m. Con này thiết kế từ 220 coi 100. Đấy. Con này thì thùng vỏ rất là gọn. Kích thước chiều ngang của nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 54 phân. Chiều sâu của nó là 60. Chiều cao của nó là 55. Rất gọn gàng cho các bác chơi gia đình. Bác nào có điều kiện mà chơi được cả một đôi súp này với một đôi loa ở bên trên thì quá đẹp luôn. Với đôi loa 415 hàng bao zin như thế này, với giá hiện nay đang giao bán cho các bác với giá 26 triệu tại cửa hàng. Giá ship sẽ là 26 triệu 500. Còn nếu như quả súp này, nếu như hàng xịn, giá của nó là 19 triệu 500 ngàn đồng. Giá này bao ship, còn giá tại cửa hàng là 19 triệu. Một lần nữa mà anh Phương muốn cảnh báo các bác là gì? Đừng bao giờ so sánh giá thành về những quả súp cũng như đôi loa. Về những quả súp 418, nếu các bác mua hàng nhái trên thị trường hiện nay, nó chỉ loanh quanh đâu đó tầm trên 10 triệu một tí. Đừng bao giờ so sánh các bác nhé. Hãy là người tiêu dùng thông minh, lựa chọn những sản phẩm âm thanh đúng chất Mỹ. Tìm những đơn vị bán hàng có uy tín cũng như là có lượng hàng lớn để các bác mua, sao cho các bác mua được hàng đúng chuẩn của Mỹ, xứng đáng với đồng tiền vất vả của các bác đã tiết kiệm để đầu tư. Trên thị trường hiện nay thì rất nhiều những model sản phẩm nó lơ lớ, nó la lá giống như loa Mỹ, nhưng mà thực ra nó không phải nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ. Cho nên là các bác lưu ý là hãy đến với thầy Phương. Đấy, đến với thầy Phương để mua được những sản phẩm âm thanh Mỹ đúng chuẩn luôn các bác. Cam kết hàng zin chuẩn để cho các bác chơi và trưng bày cũng như tự hào về những sản phẩm mua tại trung tâm điện tử Hạnh Phương. Một lần nữa thì thay mặt trung tâm điện tử Hạnh Phương xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác đã theo dõi video ngày hôm nay. Chắc các bác cũng ngắm nhìn như thế này, các bác đủ hiểu là chất hàng của Hạnh Phương rồi. Và anh Phương luôn luôn là gì? Luôn luôn báo giá công khai để cho các bác lựa chọn, cân đối về số tiền. Và cạnh tranh về gì? Cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và chế độ gọi là hỗ trợ khách hàng giao dịch, cũng như hỗ trợ về kỹ thuật cho các bác. Còn không cạnh tranh về giá thành, bởi vì giá thành nó có giá chung. Chỉ cần nhắc nhở các bác là mua hàng, các bác nhớ cho em là hàng nào, tiền nào của đấy hết. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.